Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy giá rẻ nha các bạn. Thì hôm nay mình lại cập nhật cái lô xe cho anh chị và các bạn ha. Janus này, Vario này, rồi SH1 nha. Thì mình chỉ quay một số phiên bản cho anh chị và các bạn tham khảo thôi. Các bạn nào mình muốn mua thì mình cứ liên hệ qua số điện thoại của Kiều. Kiều sẽ hỗ trợ giới thiệu cho anh chị và các bạn nha. Mời Kiều ạ. Hello là anh Kiều đây ha. Địa chỉ cửa hàng Kiều là 16 xe 23 Bình Quế, Bình Chủng, Thuận An, Bình Dương nha. Hôm nay Kiều sẽ báo giá cho các bạn những cái dòng tay ga nha. Nhờ hiện tại thì Kiều đến cái bên là hai em Janus nè. Ở Janus đổ bán luôn à? Dạ đúng rồi, gia đình bữa về mấy con bán hết rồi, giờ mới nhập thêm hai con này nữa. Janus màu xanh này, tinh điêu và màu trắng ngọc trinh nha. Hiện tại Janus bên Kiều là giá từ 25 triệu thôi nha các bạn. Này. Các bạn gớ thì đi chiếc chân bên Kiều là khoảng tầm 2 tới 3 triệu thôi là gấp được nha. Màu trắng ngọc trinh này rất là đẹp luôn ha. Các bạn nữ là chuộng màu này nhất luôn nè. Bên Kiều về màu này là bán hết luôn. Giờ mới về lại hai con. Nha. Rồi. Mấy con đấy thì trả trước sao em? Các bạn mua góp thì chỉ cần trả trước từ khoảng từ 2 tới 3 triệu thôi là góp được nha. Dòng Janus này. Dạ rồi. Còn cái bên Kiều là Vario này, Vario 125 này, bên Kiều lên màu 3D quá trời màu luôn nè. Này là màu xanh nè, xanh non nè. Xanh ngọc nè. Dạ đúng rồi. Thường kêu bằng xanh non hay là vàng chanh cũng được ha. Màu này hiện tại Vario bên Kiều hiện tại là giá 36 triệu nhưng các bạn lên màu như thế này thì có thể thêm cho Kiều từ 1 triệu tới 1 triệu rưỡi là được nha. Cái này là Vario 150 đúng không? Dạ 125. Cái này mẫu này là 125, còn này là 150, còn này là 125 nè. 150 nãy em nói là giá nhiêu? 150 hiện tại là bên Kiều thì giá là 46 triệu. Còn mà mua góp thì các bạn nó trước khoảng tầm từ 5 tới 6 triệu thôi là góp được nha. Rồi. Còn Vario 125 này. 125 thì hiện tại bên Kiều là 36 triệu, còn lên màu như thế này thì các bạn thêm cho Kiều từ 1 triệu tới 1 triệu rưỡi là được rồi nha. Rồi, góp thì đưa tầm cỡ 3 triệu là góp được nha. Rồi. Tiếp tục là màu xanh xi măng. Xanh xi măng, này xanh xi măng đó. Này cũng là 150 luôn ha, bên Kiều lên rất là nhiều màu. 150 cũng có xanh ngọc luôn. Đây. Này là xanh trắng. Con này đẹp nè. Xanh trắng màu này. Đối với những cái dòng mà xanh mà chỉ kết hợp mũ thái như thế này là các bạn thêm cho Kiều từ 1 triệu tới 2 triệu là được nha. Rồi. Qua SH1 đi không? Bên SH1 luôn nha. SH1 bên này là phiên bản thời trang CBS luôn. Mẫu này hiện tại là bên Kiều, SH1 bên Kiều là giá là 67 triệu nha. 67 triệu, dạ, mà trả trước bao nhiêu em? Gói thì trả trước cho bên Kiều là tầm cỡ 10 tới 12 triệu thôi là góp được nha. 10 tới 12 triệu. Dạ đúng rồi. Rồi, bên Kiều còn rất là nhiều màu luôn ha. Nè, bạn khá tính nè. Bạn có tính bên Kiều hiện tại là 68 triệu nha. 68 hả? Dạ đúng rồi. Đã bao gồm thuế rồi nha các bạn. Bên Kiều có rất là nhiều màu luôn ha, màu trắng nè. Màu sữa nè, quá trời luôn. Các bạn nào muốn yêu cầu màu gì nữa thì có thể nhắn tin đi nha Kiều để Kiều hỗ trợ lên màu cho các bạn nha. Thế bây giờ mình vô thêm một tiếng một cái Vision đi ha. Vision hiện tại là những các bạn nữ chạy rất là nhiều luôn ha. Bên Kiều hết hàng liên tục luôn. Vision thì bên Kiều quá trời màu luôn nè. Cái này màu trắng nha. Này phiên bản cao cấp màu trắng. Hiện tại là bên Kiều là giá là 31 triệu nha. Rồi. Thế giờ cái dòng này thì các bạn góp thì cho được trước cổ tầm cỡ 3 triệu tới 4 triệu thôi là góp được nha. Rồi. Mẫu này là mẫu đặc biệt, màu xanh nhám này. Xanh nhám như thế này thì bên Kiều giá hiện tại là 33 triệu nha các bạn. Nè. Rồi, bên Kiều có rất là nhiều màu hoa, màu đỏ không? Màu đỏ. Màu xanh đồ đầy đủ hết luôn. Còn phiên bản này thì em cá tính nha các bạn. Cá tính hiện tại bên Kiều là 36 triệu nha các bạn, dòng này. Góp thì đi trước cỡ tầm cỡ 4 tới 5 triệu thôi là góp được nha. Còn các bạn nào muốn yêu cầu màu gì thì có thể gọi điện hay là nhắn tin cho Kiều để Kiều lên màu cho các bạn luôn nha. Đó, rồi. Thì mình vừa lướt qua cho anh chị và các bạn là lô Janus này, Vario này, SH này, rồi Vision đó. Các bạn nào mình muốn mua những dòng nào á thì mình chịu khó mình liên hệ qua số điện thoại mình để trực tiếp bên trên nha. Liên hệ với Kiều. Ví dụ những anh chị và các bạn có xem kênh, có liên hệ thì sẽ được giảm từ 500 tới 1 triệu đúng không Kiều? Dạ đúng rồi. Rồi, chắc là mình sẽ kết thúc clip nha mọi người. Mọi người dạ xem rồi, thì nhớ like chia sẻ ủng hộ ha.